Như vậy là vào hôm qua thì Qualcomm đã chính thức công bố những dòng chip mới của mình cho laptop Windows và đáng chú ý là bên cạnh dòng chip Snapdragon X Elite thì Qualcomm lại bất ngờ công bố thêm phiên bản X Plus dành cho laptop thuộc phân khúc phổ thông. Vẫn biết đây không phải là lần đầu tiên mà Qualcomm ra mắt một con chip cho laptop nhưng mà đây lại là lần đầu tiên mà Qualcomm ra mắt một con chip để mà cạnh tranh trực tiếp với cả Apple, Intel, AMD về mặt hiệu năng và thời lượng pin. Quá là tuyệt vời luôn! Snapdragon X Plus sẽ là những dòng chip phổ thông và laptop được trang bị những dòng chip này sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn so với cả những dòng chip X Elite. Các bạn cứ tưởng tượng rằng là những con chip X Elite nó sẽ tương đương so với cả dòng chip Intel Core Ultra 9, còn dòng X Plus nó sẽ đâu đó tương đương so với cả dòng Intel Core Ultra 5. Dựa theo thông tin mà quan công chính thức công bố thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản X Elite khác nhau. Cả ba đều có 12 nhân Orion cho CPU. Nó sẽ khác một chút về xung nhịp và khả năng tính toán của GPU. Còn dòng X Plus nó sẽ chỉ có 10 nhân Orion cho CPU. Xung nhịp của nó cũng sẽ thấp hơn, cao nhất chỉ vào khoảng là 3.4 GHz mà thôi. Tốc độ xử lý của GPU Adreno nó cũng sẽ đạt cao nhất chỉ là 3.8 TFLOPS TF Duy chỉ có tốc độ xử lý của con chip NPU để mà hỗ trợ cho các tác vụ liên quan tới AI Thì tất cả những dòng chip nó vẫn đạt tối đa là 45 TOPS và Qualcomm cũng tuyên bố đây là những con chip có khả năng xử lý AI là nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Vì đối chiếu qua Intel Core Ultra thì con chip NPU nó cũng mới chỉ đạt có 10 TOPS mà thôi. Còn NPU ở trên AMD Ryzen 8000 series nó cũng mới chỉ đạt có 16 TOPS. Gần đây chúng ta đã nghe rất là nhiều tin đồn về việc Windows 11 sẽ cho chạy một số những tác vụ AI local ngay trên máy Và với hiệu năng AI vượt trội như vậy thì khả năng cao là những dòng chip Snapdragon X Series này sẽ là những con chip đầu tiên được trang bị những tính năng đó Tất cả các dòng chip này đều dùng chung RAM LPDDR5X và RAM cũng được tích hợp ngay trên cùng một đa chip tương tự như là Apple một Series còn về mặt hiệu năng thì Qualcomm cũng đã công bố một loạt các bảng so sánh trực tiếp với cả Apple, Intel hay là AMD với Apple M3 thì Snapdragon X Elite có hiệu năng đa nhân hơn lên tới là 28%. Nói kỹ hơn một chút về nguồn gốc của các nhân CPU Orion này. Thì vào năm 2021, Qualcomm đã chi 1,4 tỷ đô để mà mua lại một công ty chuyên thiết kế chip silicon có tên là Nuvia. Và điều thú vị ở đây là Nuvia được thành lập bởi ba cựu kỹ sư của Apple và ba người này đều có những vai trò là rất quan trọng cho sự phát triển của những dòng chip A series ở trên iPhone và iPad. Nên là chắc chắn là Qualcomm cũng đã học hỏi được không ít kinh nghiệm từ đối thủ của mình. Còn về hiệu năng đơn nhân thì quan com lại tránh không so với cả Apple M3 nữa thì mình đoán chắc là hiệu năng đơn nhân của Apple vẫn đang là ngon nhất. Còn so với cả Intel Core i7 thì Snapdragon X Elite có hiệu năng là tương đương mà lại ăn ít điện lên đến là 60%. Đây là một khoảng cách là rất rất lớn nha. Còn nếu như mà trên cùng một mức lượng điện tiêu thụ thì Snapdragon X Elite cũng sẽ mạnh hơn vào khoảng là 52%. Còn về thời lượng pin thì Qualcomm cũng đưa ra một loạt những bài test từ làm office, lướt web, xem YouTube hay là họp video call ấy thì Snapdragon X Elite cũng sẽ cho thời lượng pin là tốt hơn lên đến là 40%, thậm chí là gấp đôi luôn. ảo à, thật sự đấy. Còn về bản hiệu năng đổ họa thì GPU Adreno ở trên con chip Snapdragon X Elite cũng sẽ mạnh hơn GPU ở trên Intel Core Ultra 7 lên đến là 36% ở cùng một mức lượng điện. Thật sự là nếu như mà những điều này trở thành sự thật ấy thì không đùa được đâu. Về khả năng tương thích ứng dụng thì đại diện của Microsoft cũng đã chia sẻ là họ đã test hàng trăm ứng dụng ở trên những dòng laptop được trang bị chip Snapdragon X Series và mọi thứ đều chạy rất là tốt từ các ứng dụng văn phòng cho đến những nhu cầu làm về sáng tạo hay là làm lập trình thậm chí là tốc độ mở ứng dụng nó còn nhanh hơn so với cả những hệ thống đến từ Intel Tất nhiên đây mới chỉ là những con số mà Qualcomm công, công bố mà thôi và chưa nói trước được điều gì nhá Còn về mặt hiệu năng của những con chip Snapdragon X Plus thì về cơ bản đây là những con chip cắt sung nhịp cắt nhân so với cả những dòng chip X Elite À, chúng vẫn cùng sử dụng nhân Orion nên là về bản chất thì cái thiên hướng về mặt hiệu năng là không khác biệt so với cả X-Elite Nó sẽ chỉ yếu hơn một chút mà thôi Còn nếu như mà so với cả Intel Core Ultra 7 thì có vẻ là hiệu năng nó sẽ tương đương Nhưng mà xét trên cùng một mức lượng điện tiêu thụ thì hiệu năng cho ra nó sẽ lớn hơn Hay nói cách khác thì Qualcomm khẳng định là những dòng chip Snapdragon X Plus này Nó sẽ có hiệu năng trên về quan điện là tốt hơn rất nhiều so với cả Intel Core Ultra Ở cả về mặt hiệu năng CPU lẫn hiệu năng của GPU nhá rồi và đó là những thông tin mới nhất về Snapdragon X Series. Đây sẽ là những dòng chip cực kỳ hứa hẹn và laptop được trang bị những dòng chip mới này thì dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 6. À, đây sẽ là một đối trọng thực sự của Apple và cả của Intel hay là AMD. Nhưng mà sau cùng thì mình vẫn phải lưu ý là đây mới chỉ là những thông tin mà được công bố một chiều từ phía quan Qualcomm mà thôi. Còn trải nghiệm thực tế thì có thể là nó sẽ rất là khác nhé. Cái này bắt buộc chúng ta sẽ phải đợi máy về thì mới biết được. Và chắc chắn view thì cũng sẽ có những sản phẩm sớm để mà chia sẻ với các bạn. Vì vậy thì các bạn hãy subscribe channel để mà không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là ủng hộ chúng mình nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.